Chào các bạn đã trở lại với kênh vlog của mình. Thì trên vlog này là mình quay cái cảnh mà mình vệ sinh hồ cá như các bạn. Thì bao lâu thì có nhiều anh em hỏi là bao lâu thì mình nên vệ sinh bộ lọc một lần. Thì mình nhớ là lần vệ sinh cuối cùng bộ lọc của mình là vào khoảng Tết á, nhân dịp Tết á, thì mình phải vệ sinh bộ lọc một lần. Thì đến nay là cũng là tháng 10 rồi. Tháng 10 rồi mình chưa vệ sinh bộ lọc bao giờ chứ, thì mình thấy nước nó vàng quá đó nên mình tiến hành mình vệ sinh bộ lọc cho nó. Thì còn cái lau kiến á, thì khi nào bạn lấy cái kiến mà bụi bẩn nhiều á, thì bạn bạn mua cái đồ chà để bạn chà kiến nha, hoặc là ở ngoài nó có bán sẵn những cái cục khích á để chà kiến á, thì mấy cái cục đó thì nó chuyên dụng hơn. Thì bộ lọc á, các bạn đừng có bao giờ nên vệ sinh bộ lọc quá nhiều nha các bạn. Ví dụ bạn nào kỹ thì 2 3 tháng hoặc là 3 4 tháng là một lần, chứ nếu mà bạn bộ lọc chính chính là nơi trú ngụ của vi sinh á, nếu mà bạn vệ sinh bộ lọc hoài luôn á thì cái vi sinh nó sẽ mất hết nha các bạn. Thì bộ lọc mình bình thường bây giờ là 9 tháng rồi mình mới vệ sinh bộ lọc lên một lần, thì mình lo mấy cái hạt ma chích lại xứ lọc đồ ra mình rửa lại hết.
nó vào cái túi này nè, để sau này nếu mình lấy ra mình dễ thì mấy cái túi này bạn có thể mua ở mấy cái tiệm nó cảnh đều có bán nha các bạn. Túi luôn. Luôn là đổ vô hồ cá, thì khi bạn đổ vô hồ cá như vậy thì mấy bơm mới nó hút lại lên cái bộ lọc này, thì cái bộ lọc này á là giống như là nơi trú ngụ của vi sinh vậy đó. Thì vi sinh vật có loại càng nhiều thì nó gì, còn đây là muối hộp. Thì kênh của video mình kết thúc tại đây nha các bạn, nếu các bạn thấy hay nhớ like share subscribe cho mình nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.